ai có thể nào mà ngăn cản. Đó là quy luật của băng đảng, trọng hiếu trọng nghĩa và trọng tình, chỉ giết người mình từng đức yêu. Niềm tin đánh mất anh em xã đoàn, không còn một ai quan tâm nhìn tới. Âm thầm giải quyết có chơi có chịu, quyết trả mối thù lấy lại chợ